Xẻ cây bằng tay nhá mọi người ạ. Lâu lắm không thấy cảnh này rồi. Lâu lắm không thấy cảnh này mọi người ạ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Có mệt không anh? Có mệt không? Không mệt đâu. Không mệt đâu. Ôn lại lịch sử nhỉ? Được đấy, tuyệt vời anh ạ. Không, không. Nếu mà không xẻ đến này, đến đời sau là không biết xẻ đến đâu nhỉ? Đúng đấy. Tuyệt vời mọi người ạ. Thế nào ấy, ông già ấy. Vâng anh. Bởi vì bây giờ là xẻ bằng tay, bằng máy máy cơ hết đấy. Mấy năm nay chắc cái này không còn nữa. Vâng. Cái cơ léo này không còn nữa. Đây là ông chủ nhờ. Đấy, ông chủ ra tiếp nước chè. Đây là ông giám đốc ấy. Giám đốc. Cây rất là to luôn. Cây sa mộc như mọi người nhá. Hôm nay là ngày chợ, rất là nhiều người xem. Lúc đấy là rất là nhiều người xem luôn. Lúc nãy cả khu chợ xuống xem hết luôn nhỉ. Vâng. Hôm nay họp chợ nữa. Đi từng ly từng tí một đấy nhỉ? Xẻ đi từng ly từng tí một luôn mọi người. Xẻ này chắc tay lắm anh nhỉ? Vâng. Nhưng mà chỉ có hôm đầu tiên lâu không làm mỏi một tí. 2-3 ngày đi cảm thấy bình thường. Vâng. Làm thế này á. Ăn cơm ngon. Ăn cơm ngon là cái cơ bắp cứng lắm. Vâng. Vâng. Cái hôm đầu tiên làm hơi hơi đau tay phải không? Hôm đầu tiên làm là hơi đau tay. Xẻ thế này được mấy hôm anh? Cái này 3 hôm. 3 hôm rồi nhỉ? Ôi chà. Xẻ bằng tay đấy à? Vâng. Thế này mới chất lượng nhỉ? Thứ hai nữa là không tốn gỗ. Đúng rồi, nó đi một đường bé tí nhỉ? Đi là một tí mà. Không ký mà. Nhưng cái này là kiểu mình được sức khỏe tốt mà. Đây sa mộc này là quý lắm đấy. Thằng em là am mà. Mình lấy cái cơ làm thì nó tiền cơ nó to lắm, tí. To nhỉ, cây to nhỉ. Vâng. Nếu mà lấy mấy cơ xẻ thì nó đường to quá, phí cây anh nhỉ. Đấy. Tuyệt vời. Ừ. Đấy, lâu lắm không thấy cảnh này nhá mọi người nhá. Rất là lâu luôn rồi. Bây giờ cái đồ sửa chữa, cái cơ liếu thì còn không có, hiếm có. À, có nghĩa là bây giờ không có cái mải nó à? Hay là vâng, nào? Vâng, cái rố mải à, cái rố ba cạnh kia nhỉ? Vâng. Nó hiếm đi rồi, bây giờ dùng nhiều máy cơ nhiều ấy. Lúc ý lúc này có muốn một cái, cái này cũng là cũ rồi. Vâng anh. Chả chắc rồi. Vâng. Bây giờ không có ai bán nữa mà. tuyệt vời mọi người ạ. Đi từng tí mua luôn đấy mọi người nhá. Cây thì rất là to. Cầu nó không cắt. Cầu là hôn là. Thế nào mà đây. Chả kính rồi đó. Này
Cái đường này là sẽ từ sáng đến giờ anh hay nào? À, à lúc đấy là được một mẹ rồi phải không? À. Xong bây giờ là mạch thứ hai từ sáng đến giờ. Rồi, nói chung là cũng đi từng tí một thôi nha mọi người nha. Không nhanh được anh nhỉ? Đây. Không nhanh gì đâu. Nó rất là chậm luôn. Ép nó nhiều thì nó lõm đấy. Đúng rồi. À có nghe này. Có nghe là ép ép xẻ nhanh thì nó lõm đi phải không? À. Đây hôm nay chợ rất là đông mọi người nhá. Đúng rồi anh nhờ. Phải hợp tác nhờ. À đoạn. Đoạn dưới này là đoạn gốc này này. Đoạn dưới này là đoạn gốc nhờ. Ủa to thật đấy. Khủng bố luôn mọi người ạ. Rất to luôn, làm cái bàn này. Tuyệt vời. Ông chủ cây đang sờ sờ mó mó, đang làm ngắm ngắm nghiêng nhớ xong là làm cái bàn này làm cái gì ạ? Đâu lắm không thấy cảnh này, mình quay lên cho mọi người cùng xem. Đấy, mọi người thấy hay cho mình một like cho mọi người nha. Một lượt đăng ký mọi người ạ. Nói chung là thấy lạ, lâu lắm không thấy đấy. Ngày xưa thì toàn dùng bằng cái này nha mọi người nhá, dùng bằng cái này xẻ cây. Ngày xưa anh nhờ, ngày xưa làm nhà toàn kéo bằng tay thế thôi. Vâng anh. Làm gì có mấy cơ làm thế này? Đấy, làm gì có cơ xăng? Đúng rồi, có cơ xăng đúng rồi. Bây giờ đến, bây giờ có cơ xăng thì nó ít dùng cái này. Nhưng mà bây giờ có người không biết cầm, không biết số cái này đâu. Đúng rồi. Còn không biết xẻ nữa cơ. Không biết đâu. Nó cầm vào nó không biết xẻ nữa. Đấy, còn không biết chỉnh răng cơ cái này. Cái này cũng chỉnh khó mà. Vâng, nó nhiều người không biết chỉnh đâu. Vâng anh, vâng anh. Đấy, mấy ta đã đợi đấy, cả ngợt này đau hết đấy. Đấy. Vâng. Đợi ngợt cái đợi với càng á, hay đợi bạc càng á. Vâng. Đúng rồi. Chỉnh làm gì nó đi điều như thế. Cây rất là to luôn mọi người ạ. Đây rất là tuyệt vời luôn. Bảy tầm 70 phân anh nhỉ? Vâng. Vâng. Đây thử thế nào, chú thử thế nào. Đúng rồi. Đây. Đấy, hết cái đường này lại quay đầu cơ tay này xuống thế nào ơi. Nhưng mà người làm quen nó biết nhá, quen là mình làm được. Có nghĩa là tay nào cũng xẻ được luôn hả kiểu đấy? Có người xẻ được một tay thôi. Vâng anh, vâng. Có người thì nó xẻ được tay phải, có người thì nó xẻ được tay trái, có người nó hai tay nó xẻ được. Vâng anh, vâng anh. Đi vào đâu thì cầm tay nào cũng được. Đúng rồi, đúng rồi. Vào anh nào cũng cầm được luôn. Nếu xẻ được hai tay thì tay nắng vào được, vào anh nào cũng vào được. Vâng, vâng, vâng. Xẻ được một tay thì cũng được. Vâng anh, vâng anh. Thử thử phát thêm một chút. Xẻ thử chứ không? Làm đâu giờ? Xẻ một lúc xem không? Xem thế nào ấy. Xẻ đi, xẻ thử. Nói chung là lâu lắm không làm rồi, xong là thử tay cơ ấy chú nhỉ. Thử xem là còn biết làm như ngày xưa không. Không, cho nó ăn ít thôi. Kiểu đấy nhỉ, nếu mà ăn dày quá là nó... À, vâng anh, vâng anh. Cái cành thì không biết béo thì tí nó như xương mà.
Vâng. À đến đến cái chỗ này là có cái xương ở mừng ạ. Đấy. Cái chỗ cành mọc ấy là nó cứng. Là nó không đi được. Cứng phết đấy. Toát hết mồ hôi luôn đấy, thế chứ. Mệt đấy, tưởng là xem thế thôi, mệt lắm ấy, đùa đâu. Cố gắng anh ạ. Nhưng mà trước kia một cái làm mồ hôi phải lâu mồ hôi cho à. Mệt thì nghỉ anh ạ. Mệt nghỉ lúc nữa. Vâng, sắp hết rồi. Sắp qua đây. Đấy. Đấy. Ờ, qua cái chỗ này thì nó nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng tình cảm rồi. Nó nhẹ nhàng tình cảm rồi. Nhìn xa xa một tí. Này chợ đông quá mọi người ơi. Nhưng mà giờ nó tan sắp hết rồi. Còn lác đác mấy người đâu. Hay hay không anh? Cho ăn. Lâu lắm không thấy ai cũng thích thì mọi người. Lâu lắm không thấy cảnh này ai cũng thích. Lúc nãy còn xem nhiều cơ. Nghỉ đã nhờ anh nhờ. Bởi vì mệt ấy. Cái này cũng lâu phết đấy mọi người ạ. Bởi vì là bây giờ không dùng máy này nữa. Sao là dùng cái máy cưa ấy mọi người. Nói chung là cũng vứt lâu lắm rồi, dỉ hết rồi. Còn mấy thùng này nữa nhỉ? Còn chưa sửa ấy. Chưa xẻ. Chắc là thuê. Ờ. Chắc là thuê cái này là đắt tiền hơn mấy cơ nhiều. Đắt tiền mấy cơ mà. Mấy cơ cái này chắc chỉ là mấy cơ rơi vào tầm khoảng 300 thì cái này nó rơi vào. Vâng đúng rồi. Bởi vì nó mới bởi vì nó mệt hơn đấy à. Rồi mọi người cùng mình đi thăm chợ tí nhá. Thôi không đi nữa mọi người ạ, không quay chợ nữa. Mình tạm dừng đây, xin chào mọi người nhá. Mình qua ngoài cũng được rồi. Đó. Đây là phiên chợ vào ngày chủ nhật bởi á. Phiên chợ xã Trung Thịnh, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Xin chào mọi người. Tạm dừng đã mọi người nha. Xin chào nhé.